Thưa quý vị và các bạn, Khánh Hòa là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong nhiều năm qua, địa phương này đã nỗ lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng. Tuy nhiên, những kết quả thu hút đầu tư gần đây không mấy khả quan, số dự án đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa ngày một giảm. Đặc biệt trong quý 1 của năm nay, thu hút đầu tư nước ngoài trên đà giảm mạnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hết quý 1 năm 2019, toàn tỉnh chỉ thu hút được 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này cũng chỉ có 425 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, môi trường đầu tư của Khánh Hòa cần phải được cải thiện nhiều hơn để tạo tính hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Thì có 3 cái chỉ số thành phần bị giảm điểm và mức điểm thấp hơn so với cái mức trung vị của cả nước. Cần có những giải pháp khắc phục kịp thời, đó là chỉ số gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và tính minh bạch thông tin. Trong đó nó rơi vào những cái chỉ số mà chúng ta đã thăng hạng rất mạnh trong năm trước, đó là năm 2017. Điều đó cho thấy là cái việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, thì có sự đòi hỏi về có sự kiên trì, bền bỉ, liên tục và quyết liệt hơn nữa của các sở ngành huyện thị thành của tỉnh. Chỉ số thu hút đầu tư gần đây đều giảm rất sâu, chỉ bằng gần 60% so với năm 2017. Theo đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, nguyên nhân chính là do kinh tế thế giới có nhiều biến động, chính sách đầu tư của các nước cũng có nhiều điều chỉnh. Nguồn lực đầu tư nước ngoài trên thế giới có xu hướng giảm, trong khi một số khu, cụm công nghiệp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, mở rộng nên ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành sớm tìm ra giải pháp. Đẩy nhanh các cái khu công nghiệp, mà cụm công nghiệp đã được quy hoạch, đã được phê duyệt để làm sao mà tạo mặt bằng cho nhà đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng sản xuất. Vấn đề nữa, đấy là cái vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp. Trong năm 2018 thì luật cũng đã ra rồi. Thế thì vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là phải thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn về hoạt động sản xuất, về tiếp cận vốn, về sử dụng đất đai, về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ giá. Thì làm được những điều đó, tôi cho rằng là thu hút đầu tư tỉnh Khánh Hòa sẽ có những cái bước phát triển. Giải pháp quan trọng nhất vẫn nằm ở khâu cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, các doanh nghiệp luôn mong muốn được các ngành chức năng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, đẩy nhanh thủ tục cấp phép xây dựng, đồng thời hỗ trợ các dự án lớn sớm đi vào hoạt động, từ đó tạo được động lực để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư phụ trợ cùng thực hiện các dự án phát triển sản xuất.